các hóa đơn thuế bất động sản của quận Klein sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về hóa đơn của mình, xin vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số 770-477-3311. Nếu vì lý do nào đó mà quý vị không nhận được hóa đơn qua đường bưu điện, quý vị có thể truy cập trực tuyến vào trang web của Ủy viên thuế tại www.claincountyga.gov và in hóa đơn của quý vị ra. Hiện tại, chúng tôi có nhiều cách thanh toán như sau. Thứ nhất, thanh toán bằng điện thoại qua số 770-477-3311 và nhấn lựa chọn số 7. Thứ hai, thanh toán trực tuyến qua e-check với mức phí là $5. Thứ ba, thanh toán trên web qua thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard. Thứ tư, quý vị có thể đến trực tiếp tại văn phòng gặp chúng tôi. Và cuối cùng là thứ năm, quý vị có thể gửi chi phiếu đến qua đường bưu điện.